mình đang gầy ra cho thiệt là nhiều nè mọi người. Gầy ra nhiều sau này mình cung cấp cho người ta, cho mấy anh em mà bẫy miệng bẹp với bẫy rắn nữa. Hello, bên Người Công xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái chuồng chuột bạch của mình nha. Thì hôm nay nó đẻ được con bầy rồi, chắc cũng tuần lễ hơn vậy đó. Mà hôm nay mình không có quay clip, đợi hôm nay rảnh mình mới quay cho mọi người xem. Nay nó cũng chuột con cũng bự bự rồi, hổm đẻ 8 con mà nay không biết còn mấy con nữa. Bây giờ mình sẽ quay vô cái chuồng chuột bạch của mình. Đây là chuồng chuột bạch của mình đây. Mình bao khiết xung quanh mọi người, đừng cho mưa nó không tạt, cái nắng không hắt vô. Với lại là chuột là nó thích chỗ tối á, nó sẽ dễ đẻ hơn, nó không thích ánh sáng. Thì mình làm vậy bao kính xung quanh luôn. Trên đây là cái nắp, mình cũng che thiết lại luôn. Đây là cái cửa đây nè. Bữa hổm mình lâu lâu mình ra cho ăn mình thăm lần, tại chuột này nó cũng ăn ít á. Đây mình bỏ hai cái bình nước này nè, nước của Yến Phụng uống á, mình bỏ cho nó uống. Đây mình bỏ cái khay thức ăn này nè, bỏ lúa với thức ăn mình cho nó ăn. Thì lâu lâu mình thăm coi hết thì mình chăm vô tiếp. Đó, mình ra mình thăm mình cho ăn thì mình thấy nó đẻ một ổ trong đó. Nó đẻ được 8 con. Mà không biết sao nó chết một con rồi, xong biết con cha hay con mẹ gì đó. Nó nằm trong ổ đó, chết sình lên luôn. Tại nó chết hồi nào mình đâu hay đâu, tại 4-5 bữa tuần lễ mình mới ra thăm cho ăn lần lần. Nó chết là tới chừng mình hay là nó sình thúi rồi, thì mình dục. Thì hôm nay mình có ra thăm lần hai lần vậy á, là con nó bự rồi. Mà nó bữa hổm ở bên kia mà nó dài bỏ bên đây nè, mà không biết giờ còn mấy con nữa. Mình để mình cho mọi người xem. Đây, một bầy chuột này nè. Đây mình bắt ra cho mọi người xem nha mọi người. Lấy cái ổ ra luôn. Đây là đây cho nó thấy sáng rõ. Này con này chắc con cha con mẹ gì nó nằm trong ổ nè. Cho nó xuống đi. Này trong ổ giờ còn được 4 con. Nó chưa mở mắt, nó bự vậy mà chưa mở mắt nữa nè. Nó ra lông rồi. Đẻ 8 con chết còn 7 con rồi, chắc hôm nay nó chết từ từ quá mọi người ơi. Mình không biết là trong đây rơm, tại trong đây là toàn rơm không à, kiểm soát không có được mà bỏ rơm như vậy cho nó tối nó dễ đẻ. Lúc còn nhỏ nó đẻ thì nó nằm ở bên kia, mà biết sao lớn thì xong nó chui qua ổ này đó. Rồi chuột bạch này là của ông anh có Facebook là thích đủ thứ á, cũng mê chim chích cầu giống mình vậy đó. Thì anh có nuôi thì anh cho mình về nuôi, anh cho mình tới 3 lần 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 đầu cho, mấy lần sau mình bán mà ý mình mua mà anh không lấy tiền anh cho luôn. Cái chuột này nuôi là để hồi xưa là để làm thí nghiệm á mọi người, còn giờ ta nuôi để bảy bìm bẹp. Tại cái màu này nó trắng á, bìm bẹp nó từ xa trên cây á, nó dễ thấy, nó xuống nó ăn dính bẫy. Rồi còn mấy để bẫy rắn hoặc là để cho trăng con rắn con lúc còn nhỏ tập ăn mọi người, tùy theo nhu cầu mọi người. Nên mình vô mình
coi cái ổ trong đây coi có nó có ổ nào đẻ nữa không. Ở mình để ở đây 3 ổ, trong đây hẳn là có 10 con, là 4 được 6 con cái gì mà chết 1 con, không biết hẳn chết 1 con được 2 cái mà không biết nữa. Rồi có ổ nó đẻ à. Để mình kiếm rồi còn con nào nó rớt nó bò rớt ra ngoài không. Nó rơm rạ không. Con chuột bự không mọi người, rất là nhỏ này. Làm gì là mới có ổ đẻ. Tại mấy chuột này là hẳn anh cho mình là chuột tơ không à. Đợt trước có coi cho con có bầu về sắp đẻ rồi mà mình bỏ vô cái thùng bê nó ngã nó bò mất tiêu rồi. Hai lần vậy đó. Lần mất con bầu với lần mất con cái tơ. Lần anh cho chuột tơ không à, chuột có con đẻ nè. 8 con mà còn được 4 con. Nó nhìn dễ thương mọi người. Bự nè. Anh chủ đực. Chủ đực 2 trứng giấy bự nè. Đó. Mấy chục con mình coi được nó biết được cái chưa. Hình như cái hết mọi người, 4 con cái hết rồi. Đó. Nó không có chân giấy là cái hết rồi. Rồi mình để nó tở vô đi, mình đang gầy ra cho thiệt là nhiều nè mọi người. Gầy ra nhiều sau này mình cung cấp cho người ta, cho mấy anh em mà bẫy miền biệt với bẫy rắn nữa. Ở đây hổng cũng có mấy anh hỏi mua của mình, nhưng mà mình có ít quá mình không có bán. Tại mới có đang gầy có mấy cặp để dành nuôi đẻ mà trên. Mà mấy anh mua rồi lấy gì mình nuôi nữa. Để nào nhiều đi chia sẻ cho anh em. Chuột này là dễ nuôi lắm mọi người, nuôi cực kỳ dễ luôn á. Tại nó đâu có ăn gì nhiều đâu, mình chỉ việc bỏ lúa với thức ăn vô cho nó ăn thôi. Mà đâu cả 5-7 ngày mình bỏ đã nhiều vô này, đâu có lúa bỏ trong đây nó khô đâu, hư hao gì đâu, bỏ đã nhiều vô đầy cái máng luôn. Nó ăn 5-7 ngày mình thăm lần, nếu mà hết thì đổi vô tiếp. Còn thì thôi. Thì cái bình nước này cũng vậy, bình nước mình để ngay vậy nè, mình để chỗ lưới trống nè, để mình thấy á, thấy hết nước thì mình thay vô còn nước thôi. Nó ăn cũng đơn giản, chỉ việc là lúa với thức ăn, hoặc là có lâu lâu có rau củ gì đó, trái cây gì đó mà mình ăn không hết á, mình bỏ vô nó cũng ăn nữa. Để mình hay mặn bỏ vô cho nó ăn. Nhà mình có cây mận mà không có xịt thuốc á, là trái nó hơi đỏ đỏ là nó hư rồi. Bây giờ mình thấy gì cho ăn luôn. Đây mới hái xong. Hay xong chùm mận thả vô cho ăn. Chứ mà này còn chưa chín nó vậy nè, chứ mà hơi đỏ như vậy là bỏ ăn không được. Hay cho ăn luôn.
Chứ cái này mọi người nếu mà ai có nuôi nên để ý nha. Cái khai thức ăn á, cái khai thức ăn là nhiều khi mọi người nhìn á, nó còn lúa à. Mọi người nhìn nó còn lúa vàng vàng này nè, chứ phải lúa rồi nha, còn toàn là cái vỏ trấu không đó. Nó ăn tại nó cắn, nó tách cái hạt gạo để nó ăn á. Còn lúa không á, mình cũng thấy vàng vàng vậy nè, mình tưởng đâu còn lúa, còn thức ăn. Tới chừng mình thăm lần nữa là toàn là bớ, mình bóp thử coi á, toàn là trấu không mà, chứ không có lúa. Thôi mình quay cho nhiêu đó cho mọi người xem là cũng được rồi, đâu còn gì nữa đâu để mà quay nhiều. Mình đóng chuồng lại. Lưới này mà mình, mọi người mà có làm chuồng nuôi á thì mua cái lưới lỗ nhỏ vậy thôi mọi người. Lỗ này là 1/2 nè. Mình tính mua 1 phân, nhưng mà không có lưới 1 phân, có lưới 8 dưới 1 phân á, lỗ 8 ly gì đó. À, cái cọng kẽm nó chút xíu à, nó mỏng lét làm như mà cọng tóc vậy á. À, nuôi cũng nó mỏng lét sao mình làm chuồng được, sao nuôi được. Nên mua 1 ly 2. Ý 1/2 chứ. 1/2 rồi này nếu mà chuột con nở ra là sẽ là lột đó nha. Thì mình bởi vì mình mới là cái ổ cao lên vậy á, cho mẹ nó chui vô đẻ. Là tới chừng mà chuột con bò được là nó bự rồi, nên mình khỏi sợ lột nữa. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.